cho các bạn. Mình Darling đây. Cũng méo nghĩ là sao có một ngày mình sẽ kể về cầm trên tay một cái nỗi ám ảnh của bao nhiêu anh em chơi truy kích. Ui dồi ôi, nhìn cái tốc độ của nó này. Nhưng điều là đáng nói ở đây là FP Rika. Mình anh hỏi ngu cái FP Rika là cái gì? Sư phụ Rika. Cái nhà làm thầy đến nơi rồi đấy. Nó hay thì nó làm thầy đúng rồi. Mình kể ra mình cũng đang suy nghĩ đến việc là bây giờ mình sẽ mở lớp đào tạo cho anh em một khóa. Trình độ thì mình không có nhưng mà khả năng mà nhọ thiên bẩm thì mình có thể truyền dạy cho anh em được. Cái này mình tự tin là mình có thể chỉ cho anh em. Nên là hy vọng là khi mà mình mở lớp thì anh em tham gia cho vui. Ôi sao thằng này kia nó leo lên hẳn nóc cây dừa đấy kìa. Lan man quá. Hôm nay anh em sẽ cùng mình đến với ma tốc độ. Siêu gọi là siêu đầu nhỏ phiên bản mà xịn sò hơn là Rika cộng 34 đúng rồi, cộng 34 là anh em sẽ có một cái gọi là cơ bản thì anh em như kiểu một giờ flash trong một cái tựa game nhảy lên quân này rồi. Của Nick Rika này. À đủ, Nick này không có huyết thanh này. Rika mẹ tự tin đến mức mà không chơi huyết thanh luôn. Được thích nhỉ? Mình thích cái tự tin của em ấy. Ui rồi ôi mình lo được. Mình phải giả vờ bắn đi, mình phải giả vờ bắn đi cho giống Rika thật. Đây là Rika fake này nhưng mà phải giả vờ tí. Vãi cứt mình không biết mình chạy đi đâu này. Ui, sao chạy lâu thế? Mình chưa làm chủ được tốc độ anh em. Tên này thổi nồng độ cồn là chết. À thổi nồng ôi Africa mở heo snake này. Ôi quả hòm xịt đấy. À đủ, hôm nay sáng nay mình vừa mới chơi xong đấy. Thành do mày đúng rồi, thành do mày đúng là linh nhỏ rồi. Hôm nay thử chơi nick của Rika xem nó có đỡ bớt vẫn nhỏ không. Nhưng mà vẫn thế. Kết quả nó vẫn không thay đổi. Hello. Thử nhá, mình sẽ bay. Vừa đấy thằng kia nó leo lên cái cây dừa này kiểu gì anh ấy. Nghèo. Thôi hề cái này chạy nhanh vãi. Nhưng mà mình phải bắn đi được cơ. Nếu bắn đi được thì nó mới cảm giác nó mới phê. Ô thằng này bị tụt chân này anh em ơi. Thằng này bị tụt chân này. Mày này. Ôi nhỉ, hôm trước mình à đây mình nhớ leo trên này là anh em leo đằng này. Đấy, ok. Ôi ôi. Ôi con đồ nhỏ này chạy nhanh lâu vãi mà nó hồi còn nhanh nữa cơ. Khiếp. Cái này bố thằng nào dám chơi cái thể loại này xong rồi. May hôm nay là linh nhỏ ở đâu Rika fake ấy chứ. Rika thật thì chắc là từ đầu map ấy anh em chạy đến cuối map chỉ có thì không thét. I'm coming. Nghèo. Ủa à, đường đâu em chơi cái này chóng vặt mãi. Ui, cái gì quá không tốt hiểu ạ. Quên chỉ có mỗi anh và bát nước rau. Đã tìm chỗ thẩm du rồi, nhanh thế. Đây cào mình bắn đây. Ui mà bắn chết luôn kìa. Ui chết luôn kìa. Hơi quá đáng nhỉ, mình hôm nay mình tắt do mày là. Ui dồi, mới 34 mà đã như thế này. Thế mình hỏi ngu cái đấy mà mắc cải tạo gen, có cái level mắc không? Chẳng hạn như level 100 ấy. Đừng chơi bóng Marika. Các anh em sợ đến thế cả. Mình có sợ đâu mà anh em phải sợ như thế. Đấy, nghèo. Ừ, nhưng mà con đấy lỗi thật, mình không muốn chơi đâu. Mình thích, vẫn thích cái con này hơn. Sao? Bắn đi chậm đã như loèn rồi, bây giờ mà bắn đi nhanh này thì ui ôi nhìn kìa. Linh đầu to 2.0, mẹ thằng nào ấy. Có ở trong group được ba thằng này ngay, nhất là Linh đầu to này. Đã là đầu to bao giờ đâu. À. Đùa đấy, anh em như thế là mình vui rồi. Anh em nhớ đến mình tin nó không kêu không gì có mấy vui vẻ nhưng mà thôi. Đầu to cũng được. Đây nhá, bây giờ có một trò chơi này, bây giờ anh em sẽ chạy đua cho mày không? Úi kiểu chạy đua mà không bị kẹt cơ. Nhìn vai không, nhìn trường quá nhở. Ờ hay nhá. Chạy đua mà anh em không được đâm vào tường cơ. Ờ thế mà gọi là giải đua công thức 1. Thành đồ thôi. Ui thành đồ to luôn kìa. Má cười vai trưởng bạn này thì đặt linh đầu to này. Linh đầu to với chúng tôi này. Đầu to này. Đầu to này. Đầu to. Đầu to. Mày rồi. Ok. Vãi trưởng cất chứ không chết. Mày linh đầu to. Đây, có cái trò chơi này hay đấy các bạn. Bây giờ nha, mình sẽ chạy, bật em mình chạy này. Không được chạm nhé.
Đây, có thanh niên này. Ôi, mình không biết chạy gì mà ru, ôi, nhìn kìa. Ui, xôi ơi. Ôi, con drip đã đâm đầu vào tường rồi, thôi được. Chắc không được vấp, chắc không được vấp. Xôi. Xôi, drip, drip. Ui, vẫn chạm vào đây. Ở đây này. Ui. Mày này. Nhanh quá, mình khúc nắm bắt. Sai. Ui, quay lại không? Quay đầu xe, quay đầu không kịp rồi. Đấy đi. Cái này khám vãi. Nhanh quá là cái tội. Thế nên mình sẽ vờn thằng này. Nhanh vãi đời. Hello, mày đây. Đi chạy đua, chạy đua, chạy đua. Vãi cả đái thật. Nghĩ cái này vui vãi. Ê, sao thằng này nó lên lên gì? Nó cầm khẩu gì vậy ta? Shotgun laser mà. Bay qua đường giỏi. Ui. Mình sẽ cố gắng chạy không bị vấp phát nào này. Ôi mẹ, Linh đồ to này. Này anh em. Nói không phải lại bảo mỹ tín, nhưng mà Linh đồ to hai phát rồi đấy. Nãy giờ mình có bị đồ to phát nào đâu. Rất là do nick à. Đâu ý giời. Thế thì nào. Này thì Linh đồ to này. Chứ tâm Linh không đùa đâu. Để mình sẽ cố gắng chạy chạy mà không bị vấp này. Ui, thấy không? Ý sợi. Giải đấu câu thứ 1. Vui phết. Ok, cảm ơn anh em theo dõi nha. Nói cho mình muốn thử nghịch chứ. Con mèo nó đi vào đây ạ, sợ bái. Nghịch cái con gọi là siêu tốc độ này như nào. Xuống đi. Xuống. Mày hôi lắm. Nhau cái gì? Thôi bố, số phải đi gái hú. Đi cả ngày giờ với thế mặt. Ui, vịt tích bài.